ứng, những bằng chứng ứng chứng giáng thế của Phật Di Lặc. Quyển 8 Kinh Huệ Lăng Âm Nghĩa cũng nói tới sự đản sanh của một Đức Phật Như Lai, hoặc được gọi là chuyển hương thánh vương. Dấu hiệu để nhận biết là dựa vào những bông hoa U Đàm Bà La với hình dáng loài hoa rất nhỏ, trắng muốt, thân mỏng như tơ và trong suốt, trắng như tuyết. Xung quanh có quần sáng hơi nhạt, mọc bên trên bất kỳ nơi nào, chất liệu nào mà những loài hoa khác không thể mọc, như đồng, sắt, thủy tinh, và tồn tại hàng năm mà không tàn. Cụ thể trong sách Huệ Lăng Âm Nghĩa được viết như sau: U Đàm La được dịch từ tiếng Phạn cổ, đúng nghĩa là Ô Đàm Bạc La, tức là điềm lành, linh dị, là thiên hoa. Thế gian không có loại hoa này. Nếu Như Lai giáng sinh, chuyển luân thánh vương xuất hiện nơi trần gian thì loại hoa này sẽ xuất hiện nhờ đại đức và đại ân của ngài. Quyển 4 Kinh Pháp Hoa Văn Cú có viết: hoa U Đàm có nghĩa là may mắn linh thiêng, 3.000 năm mới nở một lần. Khi hoa nở là kim luân vương sẽ xuất hiện, cũng chính là lời tiên tri của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về điều này đã được hiện ứng. Những bằng chứng ứng chứng cụ thể thực tế đã được nêu ra rất rõ, và cũng như lời cầu xin đã ứng nghiệm để tiếp thêm động lực cho tất cả mọi người biết về sự thật như thế nào. Hiện tại thì chuyển luân thánh vương Di Lặc Vương đã chuyển thế xuất hiện đã và đang dạy về đạo giải thoát, và chắc hẳn ai ai cũng từng nghe và nghe rất nhiều người hiểu và biết về hai từ giải thoát. Và đây cũng chính là đạo mới mà kinh sách, những lời tiên tri, lời dự ngôn đã nói đến. Trong kinh sách cũng nói đến người cần sự giải thoát thực sự phải có trí tuệ. Ở đây không phải là được học cao hiểu rộng, mà là sự nhận biết, nhận thức chân chính, tức là có chánh kiến về khổ, về vô ngã, về vô thường, về tánh không. Đây cũng là thêm bằng chứng về ngài, về sự xuất hiện của ngài, về đạo mới mà ngài phải đảm nhiệm với chức trách vô cùng cao cả. Chắc hẳn mọi người đều biết đến những hiện tượng lạ những ngày qua đã xảy ra, những thảm họa mỗi ngày đều có. Vậy thì mình có rút ra được bài học gì chưa? Có cảm thấy sự thật giả, chánh tà, đảo lộn hay không? Những cái cũ chúng ta phải bám có thực sự giúp chúng ta giải thoát hay không? Những gì diễn ra trước mắt chúng ta càng hào nhoáng, càng nguy nga, càng rực rỡ, chẳng qua là dùng tiền có thể đổi lấy mà thôi. Từ chức sắc phẩm vị đều có thể dùng tiền mua được. Vậy thật sự có linh ứng hay không? Tâm an lạc ở đâu? Linh điển và tâm hành như các bậc cao tăng của thời xưa truyền lại ở đâu? Vậy chúng ta tu theo kiểu cách gì? Những gì xảy ra hiện tại thì tất cả mọi người đều biết rất rõ, rất rõ, rõ như ban ngày, nhưng vẫn cố chấp tin vào đó, tin vô điều kiện. Nếu như có điều kiện cũng bỏ vào hết để mà tiếp tục tin. Vậy và điều đặc biệt mà con luôn thắc mắc, nếu chúng ta học đạo, tìm hiểu càng sâu, thì chúng ta phải biết rất rõ thời này là thời của Chúa Giê-xu và vị Phật cuối cùng của nhân loại là Phật Di Lặc. Và sự sống của chúng ta hiện tại ở đâu mà có, nguồn cội mình ở đâu thì không ai quan tâm đến. Vậy mình tu với mục đích gì? Chúng ta cầu xin, khấn lại, cho con được như này, cho con được như kia. Con sẽ trả lễ, cúng dường vân vân. Đây là một sự trao đổi mà thiên ma dẫn dắt chúng ta phải làm như vậy. Nên, cho nên mới có sự xuất hiện của Di Lặc Vương để dạy và bảo chúng ta cách giải thoát khỏi những gì chúng ta bị u mê từ rất lâu mà chúng ta ngộ nhận vô điều kiện. Sự giải thoát chỉ đánh đổi bởi lòng tin, tâm hồn thanh sạch, sự tu sửa bản thân và sự giác ngộ khỏi những điều tham mê thích muốn mà chúng ta đã và đang làm trong cuộc sống hàng ngày. Vậy còn chờ gì nữa? Còn đợi gì nữa? Còn tìm gì nữa? Còn xác minh gì nữa? Rõ ràng quá rồi ạ. Đơn giản, dễ học nhưng đạt kết quả mà chúng ta không thể nào ngờ tới. Con mong rằng thêm bằng chứng.
Phật này sẽ giúp mọi người phần nào đó thông suốt hơn, mạnh mẽ hơn và có lòng tin ngày càng vững chắc hơn. Giêsu Maria Giuse, cầu Cha Trời Thượng Đế toàn năng thương cứu nhân loại chúng con. Cầu Cha Trời Thượng Đế toàn năng tha tội cho nhân loại chúng con. Amen. Đồng bào ở miệt Tây Ninh đó cần hình ảnh Cha Trời Thượng Đế toàn năng Giêsu thì thuyết pháp dịch tận kinh của nhà Phật. Cách đây hơn 2.500 năm, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, trong những năm truyền pháp của mình đã để lại cho con người. Đồng bào ở miệt Tây Ninh đó, thì có thể thỉnh hình Cha Trời Thiên Thượng Giêsu ở tại chỗ cháu An Nhiên đó, hay là ở chỗ em Minh Chiêu nha. Còn ở miệt Vĩnh Long đó, thì nhớ ghé nhà cô giáo Hiền, và nơi đó có một giếng nước thánh mà chú Giống đã xin Thượng Đế Đồng Nam cho khai mở ở tại nhà cô giáo Hiền. Và ở miền Bắc thì ở Hà Giang, chỗ cháu Maria Phương nha. Ok, năm truyền pháp của mình đã để lại cho con người kiếp nạn để hướng về kỷ nguyên mới của thuyết pháp dịch tận kinh của nhà Trích Lục thuyết. Phật Thích Ca Mâu Ni 10 phần hiểu rõ vận mệnh pháp mà Ngài truyền ra,
Phật Thích Ca gọi xã hội nhân loại lúc này là ngũ nghịch chập thế, ma đạo hưng thịnh. Lúc này ma quỷ chuyển thế xuất gia đến chùa miếu tu hành phá hoại pháp của ngài, lúc ấy sẽ bại hoại đến mức độ nào? Mọi người hãy tưởng tượng thử xem, các tín đồ mặc áo cà sa có ngũ sắc sặc sỡ, uống rượu, ăn thịt, sát sinh, tham dị, không có từ tâm, hơn nữa còn ghen tức, đố kỵ lẫn nhau. Trong pháp Diệt Tịnh Kinh nói rằng, những ma sư sau khi hủy hoại Phật pháp, tạo nghiệp xong rồi, cũng không dùng tâm tu đạo đức. Chùa chiền lúc này trở thành nơi của những kẻ buôn đầu cơ. Chúng sinh chỉ tham tiền tài vật chất, tích lũy để giàu, cũng không tu phúc đức cho chân chính. Cũng có những kẻ vì trốn tránh quan trường truy xét, mới nương nhờ cửa Phật, họ trở thành thầy tu nhưng không giữ được giới luật. Tuy bề ngoài vẫn tụng niệm nhưng trong lòng chán ngán, buông thả, cơ bản là không muốn nghe Phật pháp, hoặc lược bớt nội dung không dám nói hết. Thêm nữa, họ không thể học thuộc kinh điển, cho dù thỉnh thoảng có người đọc được, nhưng lại không hiểu được chữ nghĩa và câu cú. Bản thân không hiểu được kinh sách mà không đi tham khảo ý kiến của những người minh trí, tự cao tự đại, ham danh tiếng mà làm ra những trò hư ngụy, cố tạo ra tao nhã, tự cho mình vinh quang, trông mong người khác đến cung cấp để nuôi dưỡng mình. Khi Đức Phật còn tại thế, Ma Dương từng có lời nguyền rằng: Này ông Cô Đam, hôm nay ta thua ông vì ông trụ ở thế giới này nên ta không làm gì được ông. Ông nên biết rằng sau khi ông diệt độ, các đệ tử của ông dù lớn hay nhỏ, tuy là hình thức tu theo ông, việc làm của họ phải làm theo sự điều khiển của ta cả. Ông phải chấm mắt xem ta sai khiến họ. Ma Vương nói thêm, còn sau khi ông diệt độ, người nào dám viết lại những lời dạy về Như Lai Thanh Tịnh Thiên của ông đều là những kẻ chống đối với ta. Ta quyết chí triệt phá họ cho bằng được. Ta sẽ sai khiến người có chức có quyền trong đạo của ông phụ giúp ta triệt phá người này. Ta cũng báo cho ông Cô Đam biết, số người tu đạo của ông 1000 chưa chắc đã có một người biết về pháp môn Thanh Tịnh Thiên này. Nhưng việc cúng lại và cầu xin thì vô số kể. Ông đừng mong đem giáo pháp thiền thanh tịnh này thoát sự cuốn hút của vật chất. Ma Vương nói thêm, sau này có rất nhiều người đem pháp môn tu vật chất mạo danh thanh lịch để dụ nhiều người đến nghe, để cho họ kiếm tiền. Những người này đều do ta xúi bảo cả. Thực tế thì mọi người đã nhận ra rằng hiện trạng này đang xảy ra rồi, phải không ạ? Rất nhiều giới luật bị sửa đổi, rất nhiều hòa thượng chia thành các cấp, khoa sứ cục vân vân, lãnh tiền lương, nhận tiền thưởng, duy trì hình thức bề ngoài của Phật giáo. Tỉnh táo mà suy nghĩ, đó có còn là Phật giáo của Phật Thích Ca nữa hay không? Có còn tu hay không? Những hòa thượng ấy thật sự có xuất gia hay không? Đó chẳng phải đúng là những tỳ kheo giả hay sao? Có thể nói sự hóa phá hoại từ bên trong là sự phá hoại nguy hiểm nhất. Những người khoác áo Phật gia nhưng không chân tu đã làm diện mạo của Phật giáo bị hoen ố, không lý giải được và trở thành dị đoan trong mắt người đời. Đó là tội ác của những sự phá hủy con đường mà Phật Đà lưu lại cho thế nhân. Chùa chiền hiện nay đã biến thành những nơi cho chúng sanh tham tiền tài vật chất, không tu đức chân chính. Tăng ni trong chùa đã có những kẻ vô đạo mà còn dâm dục phóng túng, lại cũng có những người trở thành thầy tu mà không chân tu, làm ra những trò giả dối. Giữa các pháp môn khác nhau cũng có đấu đá, nói xấu, đặt điều, thậm chí là vu khống. Giữa các môn phái cùng thuộc Phật giáo cũng chẳng tha. Đâu đó, đó đâu phải là điều mà người tu nên làm. Thế sự vạn biến, thật giả khó lường. Cái giả, cái tà, cái ác sẽ mượn danh cái chân, cái chính, cái thiện để đi lừa dối người ta, mê hoặc, dẫn dụ. Như thế phải dùng trí tuệ để phân biệt thật giả, chính tà, thiện ác,
vào pháp, chứ không chạy theo số đông, không nghe theo danh tiếng của người thầy nào đó hay danh tiếng của môn phái nào đó. Như vậy mới không bị mê lạc vào con đường mà ma vương đã sắp đặt sẵn. Thế nhưng trong Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh cũng có ghi lại lời của Đức Phật dạy rằng, khi pháp ta diệt, ví như đèn dầu sắp tắt, ánh sáng lóe lên sau đó diệt liền. Khi pháp ta diệt, ví như đèn tắt, khó mà tránh được. Đến sau mấy ngàn năm, khi Di Lạc hạ thế làm Phật, thiên hạ thái bình, độc khí toàn tiêu. Phật Thích Ca Mâu Ni nói đến pháp môn cứu cánh cho toàn nhân loại. Ngày nay đó là chuyển luân thánh vương. Trên thiên thượng gọi là pháp luân thánh vương, cũng được gọi là Di Lạc. Một vị Như Lai với thần thông tối quảng đại, năng lực lớn nhất vũ trụ, rồi sẽ hạ thế chuyển pháp, độ hết thảy chúng sinh, các giới. Xuất phát từ lòng từ bi của con người, Phật Thích Ca Mâu Ni đưa thiên cơ trọng yếu này vào các dự ngôn minh sát, lấy đó khai thị cho người đời sau phải sáng suốt để tự cứu thoát khỏi kiếp nạn, để hướng về kỷ nguyên mới của lịch sử. Mong rằng những ai hữu duyên có thể tìm và đặt được cơ duyên để có thể giải thoát được chính mình. Khi cơ hội đến hãy nắm bắt, đừng bỏ qua. Những lời dự ngôn của Phật Thích Ca Mâu Ni lúc ấy, mọi người có nhận thấy rằng có bao nhiêu điều đã xảy ra, có bao nhiêu điều đang xảy ra và có bao nhiêu điều sắp xảy ra. Khi tiếp nhận thông tin này cho mọi người nói chung và Phật tử nói riêng, thì nghĩ sao về điều này ạ? À? Những điều con nêu trên rất chi tiết và rõ ràng về lời dự ngôn của Phật Thích Ca Mâu Ni để chứng minh rằng lời từ thiên điển của Ngài Di Lạc Vương là chính xác nhất. Những câu nói mà mọi người bán bỏ cho rằng không đúng, nó đều được nằm trong Pháp Diệt Tận Kinh. Dạ xin cho con hỏi, có bao nhiêu người biết đến? Khi nghe về những lời này thì mọi người xem xét chính mình xem mình đã sáng suốt như quan niệm mà mình đã khẳng định hay không. Phật Thích Ca Mâu Ni đã khẳng định đây là pháp môn cứu cánh cho nhân loại ngay thời điểm này, và người duy nhất có thể mang chúng ta đến điểm đích nhanh nhất, an toàn nhất và có thể đến gần cha nhất chính là Ngài Di Lạc Vương mà thôi. Con mong rằng bằng chứng hữu ích này sẽ là hạt giống gieo trong tâm của tất cả mọi người và sẽ cùng một ngày một phát triển theo hướng đúng đắn nhất. Giêsu Maria Giuse, cầu Cha Trời Thượng Đế toàn năng thương cứu nhân loại chúng con. Cầu Cha Trời Thượng Đế toàn năng tha tội cho nhân loại chúng con. Amen. Nguyễn Phú Trọng và cái đứa nào mà lên nắm chức chủ tịch nước á, phải thu xếp với đồng bào đón rước vua Việt Nam Di Lạc Vương về nước gấp. Cách đây hơn 2.500 năm, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, trong những năm truyền pháp của mình đã để lại cho con người tương lai nhiều dự ngôn rằng đồng bào ở miền Tây Ninh á cần hình ảnh Cha Trời Thượng Đế toàn năng Giêsu thì ghé nhà cháu An Nhiên hoặc là em Minh Chiêu. Nhớ mấy đứa mà mấy em mà đứa nào mà có tiền thì thỉnh hình thì nhớ trả tiền vốn lại cho người ta nha không. Còn ở nhà cô giáo Hiền ở bến phà An Bình, Vĩnh Long, đồng bào ở gần đó thì có thể liên lạc với cô giáo Hiền để thỉnh hình Cha Trời Thượng Đế toàn năng Giêsu để mà tôn thờ Ngài. Và ở nhà cô giáo Hiền thì có một giếng nước thánh mà chú Giống đã xin Cha Trời Thượng Đế toàn năng Giêsu khai mở đầu tiên ở tại Việt Nam. Thánh Giống Di Lạc Phật Vương và Phật Thích Ca
đại diện cha trời thượng đế toàn năng Giêsu dạy đạo giải thoát. Đây là Phật Thích Ca đã trình diện Hội đồng Cứu Việt Nam và Nhân loại và gia nhập vào Hội đồng Cứu Việt Nam và Nhân loại từ ngày 5 tháng 5 năm 2021 dương lịch. Trong đây có ghi những lời mà cảnh báo nhắn nhủ của Phật Thích Ca cho Phật tử nói chung, cho tất cả Phật tử đó, và các sư sãi chùa chiền am tự. Nhớ nghe lời Phật Thích Ca hướng dẫn, có nói rõ đây nè. Phật Thích Ca nhắn nhủ Phật tử mau nghe lời Thánh Gióng Di Lạc Phật Vương, Đạo trưởng Thế Giới dạy bảo, học và chấp hành sấm lệnh mới nhất của Cha Trời Thiên Thượng Giêsu ban cho. Đó là Bát Chánh Đạo đó, Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn. Phải tìm kiếm để được biết Thiên Thượng là Cha Trời Thiên Thượng Giêsu để tôn thờ Ngài, và phải tôn trọng chúng sinh. Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn ý nghĩa rõ ràng, có ghi rõ đây nè. Ok, hình ảnh Phật Thích Ca rất là rõ ràng. Đây là hình màu gốc và linh điển Phật Thích Ca có mặt ở đây đang làm việc với Thánh Gióng Di Lạc Phật Vương từ năm 2021 dương lịch. Và đây là hình màu gốc. Ok, đồng bào thắc mắc hỏi về vấn đề em Minh Tuệ thì chú Giống đã trả lời rồi. Minh Tuệ là phải nghe lời Thánh Gióng Di Lạc Phật Vương dạy bảo, cũng như tất cả đồng bào nhân loại chúng ta. Còn không nghe lời Thánh Gióng Di Lạc Phật Vương dạy bảo thì quỷ nó dắt đi vòng vòng, rồi là chết sầu muộn. Cũng như là mấy cái đứa mà trụ trì ở các chùa chiền am tự khắp nơi rồi gọi là cậu. Đứa nào mà không nghe lời chú Giống dạy bảo á, thì tụi em sẽ đối diện với quỷ nó bắt tụi em, nó kéo xuống qua ngục thế chỗ cho chúng nó. Khổ lắm. Cũng như mấy cái đứa mà trụ trì ở các chùa chiền am tự, tụi bay mẹ phá, quá phá. Giờ đây tụi bay mà không có thật sự sám hối nghe lời Thánh Gióng Di Lạc Phật Vương dạy bảo thì tụi em sẽ bị quỷ nó bắt, nó kéo xuống đây thế chội cho nó. Lãnh đạo các nhà thờ cũng vậy. Đây không phải là chuyện đùa nha. Thì đó, vấn đề mà Minh Tuệ thì vậy thôi. Minh Tuệ là cũng nằm trong cái đám sư quốc danh. Dàn dựng để gỡ gạt những cái lỗi lầm mà mấy em trụ trì ở các chùa chiền am tự ở Việt Nam đó. Tụi nó phá nát nước Việt Nam. Tụi nó phá nát cái nền đạo học Việt Nam. Nhưng mà cái đó là cái mặt nổi thôi, còn cái mặt chìm á, nền tảng đạo đức Việt Nam chúng ta liên hệ cùng càn khôn. Vì thế Thượng Đế Toàn Năng mới ban cho một vị đạo trưởng thế giới để mà dạy dỗ nhân loại trước khi tận thế, dạy dỗ những bài học, những sấm lệnh của Thượng Đế ban cho. Và chú Giống đã và đang dạy dỗ đồng bào Việt Nam chúng ta, dạy dỗ lãnh đạo các chùa chiền nhà thờ am tự rồi các cái. Và đồng bào Việt Nam chúng ta sáng suốt lắm, theo dõi nghiên cứu kỹ lắm. Có vậy chứ đừng tưởng bở, tưởng là mấy cái đám mà tu hành giả dối lường gạt nữa à. Bây giờ là chú Giống như là Phật Vương đạo trưởng thế giới đã lột mặt nạ tụi nó, đến nỗi mà tụi nó bây giờ là quằn quại lãnh đạo các chùa chiền nhà thờ am tự ở Việt Nam đó, đang quằn quại đó, chứ không phải giỡn đâu. Tại vì chưa chấp hành sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế ban cho.
họ đang quằn quại ở bên trong á. Và nói riêng về về mấy đứa mà trụ trì ở các chùa chiền Am Tự bây giờ là lộ diện quằn quại luôn, tại vì tôi nó lường gạt quá tánh, quá là khủng khiếp luôn, bây giờ là bể bể hết rồi. Rồi Minh Tệ chỉ nhận lệnh của Trung ương, nhận nhận lệnh của sư quốc danh để mà tìm cách mà lấy uy tín lại, nhưng mà tất cả là muộn màng hết rồi, vô ích. Bây giờ phải nghe lời thánh giống như là Phật Vương dạy bảo, đừng có diễn trò nữa, dở quá, nghe không? Đi tu mà không đi tìm Thượng Đế thì tu cái gì? Tu xạo, tu lường gạt, khinh thường Thượng Đế, khinh thường chúng sinh, khinh thường chính bản thân mình. Tất cả các em trụ trì các chùa chiền Am Tự nhà thờ, và đương nhiên em Minh Tuệ sám hối gấp, đừng có hòa hoạn nữa, đừng có nhận lệnh tầm bậy tầm bạ rồi gục rồi quỷ nó bắt nó hành hạ rồi nó kéo xuống quả ngục luôn đó. Ok, chấm dứt rồi nhưng mà nhiều người đặt nhiều câu hỏi quá. Thông báo ạ. Thông báo ngoài có ai ngoài có bất cứ hỏi gì. Cần gọi vào. Mời đồng bào gọi vào. Vậy đó. Ngày hôm nay là chú giống được cha trời Thượng Đế toàn năng cho xuất hồn. Và ngài cho biết tin buồn là sẽ có vài đứa mà lần lượt á, mấy cái đứa mà đóng vai lãnh đạo các quốc gia, lãnh đạo tôn giáo, cũng như lãnh đạo bọn thế lực ngầm, lần lượt sẽ bị lôi hồn ra khỏi xác và sẽ bị nhốt ra lại quan ngục. Liền ngay sau đó Thượng Đế dựng đầu chú giống dậy, ngài ra lệnh phải làm chương trình ngày hôm nay. Đồng bào có những câu hỏi gì, thắc mắc cái gì không? Mời đồng bào gọi vào. Hoặc là lên chương trình. Bất cứ câu hỏi gì liên quan đến việc làm hội đồng lãnh đạo cứu Việt Nam và nhân loại, kính mời đồng bào nhân loại gọi vào. Đây là hội đồng lãnh đạo cứu Việt Nam và nhân loại cho chính cha trời Thượng Đế toàn năng thành lập và lãnh đạo. Kêu gọi tất cả đồng bào nhân loại cùng nhau chấp hành, cùng nhau đồng hành. Phát sấm lệnh giải thoát của Thượng Đế toàn năng ban cho nhân loại trên dưới 8 tỷ đứa trước khi tận thế. 8 tỷ đứa con của Thượng Đế, khoảng 8 tỷ đứa con của Thượng Đế cần được biết. Kể từ nay thì những cái sự thay đổi cần thiết thiên nhiên liên tục xảy ra cho đến ngày tận thế. Và tận thế sát một bên rồi,
Ngài tận thế đã sát một bên rồi. Bởi vì ngày xưa đó, Thượng Đế cho khoảng 10% so với tổng số một đời người. Tức là Thượng Đế Toàn Năng Ngài cảnh báo so với thời gian của một đời người ngày xưa đó, 10% là khoảng 100 năm. Bởi vì ngày xưa đó, quả địa cầu còn thanh sạch, thành ra nhân loại sống tới ngàn tuổi. Và Thượng Đế đã kêu ông Noe cảnh cáo nhân loại trên dưới 100 năm. Bởi vì ông đóng chiếc thuyền đó khoảng 100 năm. Rồi sau đó trận đại hồng thủy mới xảy ra. Ngày nay nhân loại chúng ta sống nhiều lắm là 100 tuổi, mà Thượng Đế đã ban cho sấm lệnh mới cảnh báo dạy dỗ nhân loại trước khi tận thế. Thượng Đế ban cho từ năm 1984 cho đến bây giờ là 40 năm rồi. Tức là Thượng Đế đã ban cho quá nhiều thời gian. Đây, mời em, mời cháu, cháu liên hệ phải không? Dạ, con, dạ, tạm biệt mẹ, mà con lấy là liên hệ đó chú.